Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô là trang đỏ lá nhỏ. Trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. 153. 153. Quá khứ cũ. Trang đỏ lá nhỏ nghe anh chị. Vành 21. Vành 21. Chiều cao 15. Chiều cao 15. Mã số 153. Dạ, chị cũ nè. Rồi để anh chị 450 thôi. Bao ship luôn nghe của chú anh chị. Rồi tiếp theo 155. Vành 19. Vành 19. Chiều cao 14. Chiều cao 14. Mã số 155. Rồi cũng 450.000 nghe anh chị. Về xử lý đã vũ bầu sẵn của chú anh chị luôn. Vô chậu sẵn luôn. Gì để gì mà trồng thôi. 156. 156. Củ này đẹp nè. Vành cái là 19. Chiều cao 15. Mã số 156. Rồi 500.000 em bao ship cho mình. 157. 157. Gọt đầu xử lý đâm chồi lên trên. Vành 21. Vành 21. Chiều cao 15. Chiều cao 15. Mã số 157. Rồi cái này cũng 500.000 chị ơi. Bao ship luôn nghe anh chị. 165. 165. Vành 21. Chiều cao 15. Trang đỏ lá nhỏ nha. Mã số 165. Trang này cũng đẹp, cũng 450.000 em bao ship nghe cô chú anh chị. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô trang vàng lá nhỏ nghe cô chú anh chị. Cây này em đã ủ sẵn nè, rễ lên hết trơn nè, đâm chồi sống khỏe hết trơn nè. Có đang lúp hoa luôn nha cô chú chị. Cây này cũng rất là đẹp luôn nè. 366. Trang vàng lá nhỏ ha. Cây khá là to. Vành cái là 16. Chiều cao 23. Mã số 366. Rồi cây này cũng 400.000 nha anh chị. Đó, em bao ship. 367. Nó già cây dữ lắm nghe anh chị. Nè, nó già dữ lắm, già luôn ha. Cây này cũng đẹp lắm nghe anh chị. Cho một thằng là hai thằng này liền nhau nghe anh chị. Nhắn tự nó ra. Cái này là 14. Chiều cao 27. Mã số 367. 367 nghe cô chú anh chị. Rồi cây này 350.000. 369. 369. Cốt. Quanh cái là 18. Chiều cao 25. Mã số 369. Rồi cái này 350.000. Ba 370. Rất là bự. Vành 16. Chiều cao 22. Mã số 370. Rồi cái này 400 nha chị. Bộ đế rất là đẹp luôn á. 371. 371. Vành 14. Chiều cao 35. Mã số 371. Rồi 350.000. 372. Củ được rất là to luôn nè anh chị. Đó. Quá to luôn chị ơi. Quanh cái là 19. Chiều cao 28. Mã số 372. Rồi 350.000. Trang vàng lá nhỏ ha. Rồi tiếp theo 375. Trang vàng lá nhỏ nha anh chị. Cây cũng rất là già cây rồi. Quanh 12. Chiều cao 21. 375. Mã số 375. 300.000. Rồi tiếp theo 377. 377. Tổng quanh cái này là 19.
chiều cao 21. Đang nở hoa luôn nè chị. Củ đế rất là to luôn. Mã số 377. Rồi, cây này 400 ngàn nha anh chị. Bao ship cho mình 378. Quá chừng bút hoa nhóc chừng. Quanh đó là 12. Rồi, rất là đẹp luôn. Chiều cao 20. Này giờ cô chú chị về vô dây cũng được. Mã số 378. Rồi, 350 ngàn. 379. Ồ, cái này cổ bự nè. Cổ chả bá nè. Tổng quanh đó là 20. Chiều cao 15. Mã số 379. 350 ngàn. 380. Quanh đây là 15. Chiều cao 22. Mã số 380. Rồi, cái này 300 ngàn thôi chị. 382. Cũ chà bá luôn. Quanh đây là 16. Bệ nè chị thấy ha. Chiều cao 20. Rồi, 350 ngàn. 382. 382. 383. Trang vàng cây sống khỏe hết nghe cô chú chị. Quanh 14. Chiều cao 19. Mã số 383. Rồi, cái này để rẻ 350 ngàn luôn chị. 385. Quanh 13. Chiều cao 19. Mã số 385. 300 ngàn. Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô Linh Sam siêu bông ha. Cây đâm chồi sống khỏe hết nghe cô chú chị. Cái này mình về mình vô dây chơi được rồi nè. Đó. Cái này chừng nữa thì em sẽ đóng vô một cái sọt để giữ mấy cái tàn cho cô chú anh chị về mình vô dây mình chơi ha. Cây mã số đầu tiên là mã số 120. 120, cây Linh Sam siêu bông nghe cô chú anh chị. Quanh cái là 17. Quanh 17. Chiều cao 30. Chiều cao 30. Mã số 120. 120, 300 ngàn nghe cô chú anh chị. Em bao ship tặng nhà cho mình. 122. 122. Quanh đây là 14. Chiều cao 25. Mã số 122. Đó, cây rất là đẹp ha. Xoắn cây 250 ngàn. Bao ship luôn. 122. 125. 125. Cây đẹp nè. Quanh đây là 15. Chiều cao 20. Mã số 125. Rồi, cây này 250 ngàn. Bao ship luôn nghe của chú anh chị. 126. Cây đâm chồi sống khỏe tàn chi về anh chị vô dây được rồi. Quanh 16. Chiều cao 16. Mã số 126. Rồi, 200 ngàn thôi chị ơi. Bao ship luôn. 300 ngàn. 129. 129. Quanh thế là 16. Chiều cao 25. Mã số 129. Rồi, cũng 300 ngàn em bao ship luôn ha. 131. Xoắn luôn chị. Cái này về vô dây là chơi thôi nghe anh chị. Quanh 14. Chiều cao 27. Mã số 131. Rồi, 300 ngàn. 132. Thôi để đi đưa, để tôi xây luôn cho rồi. Đây là tốt lần này.
quanh 14. Chiều cao 22. Mã số 132. Rồi 250.000. 135. 135. Xem cây nào nấy cũ chà bá luôn ha. Cây đâm chồi sống khỏe nè, mình về mình vô dây mình chơi được luôn rồi. Quanh dưới là 20. Chiều cao 24. Mã số 135. Rồi 300.000 anh chị, bao ship luôn. 136. Quanh 14. Chiều cao 23. Mã số 136. Rồi cái này 250.000 thôi, bao ship luôn nghe quý anh chị. 137. 137. Quanh 18. Quanh 18. Chiều cao 25. Chiều cao 25. Mã số 137. 137 cái này 300.000 nghe anh chị, bao ship luôn ha. 138. Cây này cũng đẹp. Quanh 16. Chiều cao 25. Mã số 138. Rồi cũng 300.000. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn nha cô chú. 141. 141. Quanh 17. Chiều cao 27. Mã số 141. Ok đẹp nghe chị, 350.000. Đẹp to nữa. 142. 142. Quanh 15. Chiều cao 25. Mã số 142. Rồi 250.000. 143. Quanh 14. Chiều cao 26. Mã số 143. 300.000. 141. Cây này cũng rất là đẹp. Quanh cái là 19. Chiều cao 19. Mã số 144. Rồi cái này 300.000 luôn anh chị ơi, bao ship luôn ha. Cây đó đẹp. 146. 146. Xin xem siêu bông ha. Cây cũ này rất là quái luôn nè. Nhìn cũ rất là đẹp anh chị. Quanh đây là 16. Quanh 16. Chiều cao 18. Chiều cao 18. Mã số 146. 146 cũng 300.000 em bao ship nha cô chú anh chị. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. À, này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. À, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây. Đục đủ loại hết trơn ha. Dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó,
hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng loại này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chú anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó. Hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha. Kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là kéo tỉa là đồng giá nha cô chú anh chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó. Cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô chú anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mắt nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại. Cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cặp xéo cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Uống cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, lô này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần thì cứ liên hệ với